Tiếp tục các clip trước, tôi sẽ nói với các bạn về tích phân kép. Như vậy, phần trước chúng ta đã biết là nếu như mà chúng ta có một cái miền D như thế này ở trong mặt phẳng và nhìn theo cái hướng của trục, tôi vẽ hai hình luôn nhé. Giả sử hai hình giống y chang nhau. Nếu mà nhìn theo cái hướng trục OI thì chiếu xuống OX này, người ta thấy quét hết miền này thì X phải thay đổi từ A đến B, và cái miền nhìn theo hướng trục OI ấy, thì cái đường vào hay đường bên dưới giả sử nó có phương trình của miền D, nó là có phương trình là y bằng y1x, và đường ra của nó có phương trình là y bằng y2x. Như vậy thì cái miền D sẽ được viết dưới dạng bất ẩn thức là x lớn bằng a nhỏ bằng b, và y lớn hơn bằng y1, x nhỏ hơn bằng y2x. Khi đó, cái tích phân kép ở trên miền D sẽ được định nghĩa là của hàm fxy dx dy sẽ được tính là tích phân theo biến x từ A đến B của tích phân từ y1x cho đến y2x của hàm fxy dy. Nếu như mà cùng miền D như thế này mà nhìn theo hướng của trục OX thì giả sử cái đường bên dưới ta biết rồi là x bằng x1y, đường trên là x bằng x2y, và quét hết miền này thì y thay đổi từ C đến D. Vậy thì cái miền D chúng ta có bất ẩn thức là bất ẩn thức biểu diễn là y lớn hơn bằng C nhỏ hơn bằng D, và x lớn hơn bằng x1y nhỏ hơn bằng x2y. Như vậy thì tích phân này sẽ bằng tích phân từ C đến D theo biến y của tích phân từ x1y đến x2y của hàm fxy theo biến x. Thì công thức này chúng ta gọi là thứ tự tính, nên là tính y trước, x sau. Còn thứ tự tính này nó là x trước, y sau. Cái công thức chuyển từ đây qua đây theo cái hình vẽ này chúng ta gọi là công thức đổi thứ tự tính tích phân. Ví dụ người ta có thể cho người ta tích phân này, chúng ta viết thứ tự tính ngược lại, hoặc cho bên này viết tích phân theo kiểu bên này. Cái đó cũng là một dạng bài tập của chúng ta. Vậy ở đây cái trường hợp đặc biệt đó là nếu như mà cái miền D chúng ta là hình chữ nhật như vậy thì khi chúng ta nhìn theo hướng nào cũng được nha. Giả sử như chúng ta viết tích phân theo thứ tự này của hàm fxy, tức là y trước x sau, vậy thì nó sẽ bằng tích phân y trước x sau, đây dx
A đến B, phương trình đường dưới này là y bằng c, lại c phương trình đường trên là y bằng d, đó. À, khi tính tích phân này, à tôi quên chưa nói với các bạn là khi mà ta viết như này nè, thì có nghĩa là chúng ta phải tính tích phân của cái tích phân fxy dy. Giờ tính bên trong này xem được kết quả là bao nhiêu, chúng ta tính tiếp tích phân bên ngoài theo biến x. Khi tính tích phân này thì tính theo biến y, như vậy thì x coi như hằng số. Cái tính bình thường. Và đó là cái quy tắc tính. Lấy ví dụ nha. Đây trường hợp đặc biệt, ta sẽ lấy cái ví dụ tổng quát ở trên đây. Ví dụ như là chúng ta phải tính cái tích phân trên miền D. Tôi lấy cho đơn giản là x cộng y cộng x bình phương đi, dx dy với d là miền giới hạn bởi y bằng 1 và y bằng x bình phương. Như vậy, việc đầu tiên các bạn phải làm đó là ta phải vẽ cái miền D ra. Y bằng 1 thì nó là cái đường thẳng như này rồi. Y bằng x bình phương nó là cái đường parabol như này. Các bạn tính giao điểm này thì thấy ngay chỗ này sẽ có hoành độ là trừ 1, cho nên là 1. Nên là 0. Như vậy, miền D của chúng ta là cái miền như thế này. Muốn tính cái miền, muốn viết bản thức ta thấy rồi, đó là x phải thay đổi từ trừ 1 đến 1 và y thì thay đổi từ đường bên dưới, đường parabol đến đường thẳng. Như vậy thì tích phân y của chúng ta sẽ viết là thứ tự tính nha. Nó sẽ là như nói vừa rồi thì nó sẽ là x sau và y trước. Vậy x thì thay đổi từ trừ 1 đến 1, còn y thì thay đổi từ x bình phương là đường bên dưới, y bằng 1 là đường bên trên. Vậy khi tính tích phân trước này thì chúng ta sẽ có tích phân từ trừ 1 đến 1 dx của này, lấy tích phân theo y và x coi như là hằng số, và chỗ này sẽ là x y này cộng 1 phần 2 y bình phương này cộng x bình y này thay cận từ x bình đến 1. Ta nhớ là thay vào y thôi nhé. Vậy ta sẽ được kết quả là tích phân từ trừ 1 đến 1 thay vào y, vậy chúng ta sẽ có là thay cận trên, tức là x trừ cho cả cộng cho 1 phần 2 cộng với thay y bằng 1 cộng x bình phương trừ cho thay x bình phương vào, ta có đây là x mũ 3 cộng với 1 phần 2 x mũ 4 cộng với x mũ 4 dx. À, đến đây thì tích phân theo biến x gì đó thì chúng ta có thể tính bình thường. Nhớ là đây, trên biển đối xứng những cái hàm lẻ thì tích phân bằng 0, những cái đó ta biết rồi. Và như vậy chúng ta sẽ tính được kết quả của tích phân này. Và vừa rồi thì tôi viết cho các bạn cái cách tính là y trước, x sau. Còn nếu như các bạn không nhìn như vậy mà những các bạn nhìn theo thứ tự là x trước y sau, thì cái miền D của chúng ta x trước
y sau. Vậy chúng ta phải viết như này, x trước y sau. Vậy để vét hết miền này thì rõ ràng là y thay đổi từ 0 đến 1. Nhìn theo hướng của trục OX thì đây là cái đường bên dưới, còn đây là cái đường bên trên của cái miền D. Vậy cái đường này chúng ta phải tính theo phương trình là y bằng x bình phương, nó tương đương với x bằng cộng trừ căn y. Có nghĩa là cái đường này nó sẽ ứng với phương trình là x bằng trừ căn y, và cái đường trên này ứng với x bằng căn y. Vậy cận của biến x nó sẽ là từ trừ căn y cho đến căn y. Và như vậy các bạn sẽ tính bình thường được.